We pray for Ukraine or you reign. Thế giới bao nhiêu người đau khổ. Thành ra mấy chục năm nay tiền bạc thì có thể mua được chỗ tốt không, nhưng mà sư phụ không có mua để làm truyền hình để mà thăng hoa cái thế giới, không bầu không khí của thế giới, hoặc là để giúp đỡ những người mà rất là tột cùng đau khổ, không nơi nương tựa, cho họ sống tạm ngày để họ trở lại làm việc, cái đời sống bình thường của họ. Một miếng khi đói hơn gói khi no. Sư phụ không nghĩ rằng mình làm những việc rất là vĩ đại. Sư phụ rất là xấu hổ tại vì không thể giúp nhiều hơn. Nhất là những khi mà có báo chí tới chụp hình hoặc là lên truyền hình, sư phụ cảm thấy rất là xấu hổ. Tại vì mình giúp có một chút thôi mà họ lên truyền hình này cái kia, nó cảm thấy rất là xấu hổ, chứ không phải là kiêu ngạo gì cả, không bao giờ. Thì cảm thấy mình làm không đủ, nhiều khi cảm thấy rất là đau lòng mà không có giúp đỡ cả thế giới được. Biết là nghiệp chướng của họ nhưng mà vẫn đau lòng. Cũng như những người tị nạn Việt Nam á, qua chị hay cũng biết là nghiệp chướng. Tại vì hồi xưa Việt Nam mình, hồi xưa Đại Việt, Đại Cụ Việt đó, chiếm nước của người khác mà. Thì cũng đàn áp những người khác để mà khoa làm rộng bờ cõi của nước mình. Thì cũng làm cho họ nhiều khi tuyệt chủng như người Chàm chẳng hạn. Thì những cái nghiệp chướng đó lâu đợi tích trữ, đúng thời giờ, cũng như cây trái đó, nó nở bông, nở trái ra, hiểu chưa? Sư phụ cũng biết vậy chứ không phải không biết. Nhưng mà vẫn đau lòng, vẫn muốn giúp đỡ họ. Cũng như nhiều khi quý vị có con cái, biết con cái nó ngây thơ khờ dại, nó không biết những cái chuyện không tốt, nó làm những chuyện không tốt. Nhưng mà quý vị vẫn thương nó, phải không? Đâu có muốn bỏ tiêu nó ra, nói mày hư quá, tao không có nuôi mày. Đâu phải vậy. Giống y như vậy, trường hợp y như vậy thôi. Quý vị càng tu hành, cái lòng thương càng mở rộng, càng cảm thấy tha nhân giống y như mình như vậy. Cho nên họ đau khổ, mình cảm thấy y như họ. Nhiều khi thấy những con chim nó không có đủ đồ ăn, sư phụ cũng rất là đau lòng. Đem đồ ăn rồi lại cho nó, không biết nó ăn hay là không, nhưng mà cũng ráng, thí dụ vậy đó. Thấy nhiều khi chó hoang ngoài kia rất là nhiều, bệnh tật không ai nuôi nó, chị hai cũng rơi lệ. Chứ không phải chị hai không biết, không phải sư phụ không biết cái nghiệp quả nó luân hồi như vậy. Nhưng mà biết thì biết mà vẫn thương, vẫn tội nghiệp. Cho nhiều khi những chính phủ nào hiểu lầm thì sư phụ cũng phải đáng chịu vậy thôi. Chứ không phải sư phụ không có phản đối chính phủ nào cả. Tại sư phụ cũng biết đó là nghiệp chướng thôi. Thì mình ở trong hoàn cảnh nào mình cũng ráng tu hành thêm, làm lành lánh dữ. Tâm hoan hỷ khi thấy những người khác làm việc lành, nếu mình không làm được mình hoan hỷ, mình hoan hỷ, mình cổ động như vậy cũng đúng là một sự làm lành, để cho cái nghiệp chướng mình nó giảm bớt đi, để nó cân bình đi, thì và nó càng ngày cái phước báo mình càng lên thì nghiệp chướng nó bị lướt qua đi, thì cái đời sống của mình nó sẽ tốt hơn. Không có bao giờ mà trách cứ chính phủ hoặc là những nhân viên làm việc nào khác hết. Dầu là họ tốt hay là xấu, mình không được phê bình. Không được phê bình. Nếu mình phê bình thì là mình không tốt, rồi cái nghiệp của họ cũng sẽ lan tới mình nữa, chứ không phải là không tốt vì không nên phê bình mà thôi. Hiểu chưa? Việt Nam mình nói mà, thương người như thể thương thân, ghét người như thể vung phân cho người. Nhớ, Việt Nam rất là nhiều thành ngữ, rất là có trí huệ. Mình học những cái đó là đủ rồi, chứ cũng không cần đi đâu học cái gì nữa.
Mà nếu mà muốn lại học với chị hai thì chị hai chỉ cho cách học thôi. Ừ. Nếu mà những người nào trên thế giới noi gương những bậc vĩ nhân ở nước của họ đó, học theo những bậc thánh hiền trên nước của họ từ hồi xưa để lại đó là đủ rồi. Nếu họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tin Chúa, họ làm lành đánh dữ là cũng đủ. Chứ không cần phải đi theo chị hai làm gì. Tôi không phải cần phải mà muốn nhiều người đi theo. Càng nhiều người đi theo càng mệt. Hiểu rồi. Ừ. Hồi xưa chưa có nhiều đệ tử ha. Mũi nó không thèm biết chị hai ở đâu nữa. Bây giờ thấy đâu cắn đó. Ừ. Làm việc gì nhiều khi cũng bị chướng ngại. Hồi xưa tối ngày không có chuyện gì làm bao nhiêu. Ừ. Đâu có bao nhiêu đệ tử. À, còn đi du ngoạn rồi còn được. Lâu lâu coi tivi, điện ảnh, phim bộ đó. À, bây giờ đâu có thì giờ làm cái gì đâu. Càng nhiều đệ tử càng mệt. Hiểu chưa? À, thôi được rồi. Nói hoài cũng vậy thôi. Cảm ơn quý vị nha. À, người nào ở lại được thì ở. À, nhưng mà nhớ tôn trọng luật lệ. Chiếu kháng hết rồi, hết phải đi, phải không? Ừ. Chứ đừng có ở lại nói là sư phụ có thần thông rồi muốn ở đâu không có ai làm gì mình được, không phải vậy. Cái mình ở đâu phải tôn trọng nước đó ha, làm cho vinh quang cho họ, làm cho họ vui vẻ, chứ không có làm những chuyện phiền phức. Ok ha. Dầu sư phụ có thần thông, sư phụ cũng không bảo vệ những người mà phạm pháp. Phạm pháp là phải đi á. À, bye bye. Cảm ơn. Thank you. Auf Wiedersehen. Gracias. Merci. Sayonara. Arigato. Xiexie. Kamsahamnida. Don't be angry, he's an old man. He's an old man, he needs a little extra, okay? Sư phụ nói ổng già cho thêm chút, hiểu không? Đừng có ghen. Ừ. Chăm sóc con già, đây là ba của mình, đúng không? Đây là chăm sóc của người, ok? À. 你刚才好亮，刺得我眼睛一直在那流泪。说什么？你好亮啊！谢谢你，大家听你的。师傅，你特别亮。今天。刺得我眼睛特别整个这个台子，我已经是第二次看到你是这么光亮的了。第二次而已。哎呀，不是每天啦，这是第二次亲自看到你在台上。每天打坐的时候都会看到你来，好高兴，爱你，恭喜，爱你，恭喜。 这样才真的爱，这样才真的爱哈！这里是我的 ，OK， 你要帮我这里好吗 ？OK， 行了，太好了，我认为你修行那么久，跟我那么久，就有两次看到我亮的话，是太惭愧。看到祭司又看到，每天打坐的时候都看到。不一样，那边就是在。 是近视看到的。我念51天辟谷的时候，每天就喝一个椰子水，坚持了51天，然后来到这儿的时候看你，好亮好亮。全部都亮哈。不是师傅亮而已。当然。爱你师傅，I love you so much. Okay, love you too. Okay, everybody, take care of yourself, huh? Take care of yourself. Okay. At least physically, huh? And meditate well all the time. You know it's good for you. Yeah. Ah, my bag, I forgot. Can you get my bag for me, darling? No, no, she, not you. Oh, okay. You. Is your leg okay now? Don't twist it again, huh? Can you do anything? What are you doing in Bulgaria? I live in America now. America now? Ohio. Retired? In Ohio. In Ohio? Oh, yes. I see. What are you doing there? I work as a Montessori teacher. Teacher? Yes. English? Like Montessori method is like after school. Kind of taking care of the children. And it's good? I work in Loving Hut too at nighttime. You what? Nighttime I work in Loving Hut. Oh, I see. You have two jobs? Yes. Wow, I'm proud of you. Yeah. But must have time for meditation, huh? Yes, must. Just enough to...
to take care of your living. Okay, the rest you must meditate, huh? Yes, Master. Thank you so much. Okay. The Westerner from afar, raise hand. Okay, come with me. Okay, come with me. Come with me. I treat you to some normal food, just a food. Eat with me upstairs. Yeah, in the public kitchen though, but the upper level. Okay, come. Westerners and the old man. Yeah, that's good. OK? 不要嫉妒，台湾跟不要想了。台湾是你们的家，我还要请你们吗？上面有没有人，我要请客了，我要上去吃饭。好。今几天是我最忙的，你懂吗？最忙的，又要做这里。 要去做别的，然后那个每天的工作也不能忽略，所以晚上要通宵。然后近几天他们又有一个规矩，就是近几天不煮饭。上帝他说他叫世界七天嘛，不是最后一天他休假有没有？我最后一天要工作更忙，我又没时间煮，懂吗？哎呀，世界。 不公平啊！好了，我自己公平自己，我上去吃饭。Come with me. 啊，có người Việt Nam nào mà biết nói tiếng Anh không? Come with us. Có người Việt Nam nào biết nói tiếng Anh giỏi không? Very good. You from America? Âu Lạc không biết nói tiếng Anh giỏi hả? Có phiên âm được không? Rồi, đi lên đi theo bác, đặng nhiều khi nói tiếng Anh, nói cho ông nghe. Ok, come. Come to mama. Ok, goodbye nè, tái chiến. Tái chiến. Sai sự chiến. Thank you. Thank you the equip, the team. Working hard. Hey, đó chào. Xin chào ha. 你好，哎，你们自己的家嘛，啊，没什么特别招待，OK 哈，嗯，自己人。<笑>啊，谢谢你，白粉叫什么？酵母面包。酵母面包，哦，太好了，谢谢你，帮我拿一下，帮我拿，我不晓得有什么东西给他，我没有任何东西，我没有东西给你啊。 <笑>这个给你当纪念好不好？好。OK，我没有别的，我没有任何东西。好，拜拜。谢谢。我的面包放在车上。好。<笑>不过你没有留着吃啊，就给师傅的吗？从家里带来给师傅。你有的吃吗？OK，好了，没事。你去吃饭，这边有饭。 谢谢啦，老公公。<笑>再见。<笑>哦，今天会冷，你们 OK 吗 ？OK。 我已经穿很多，还是冷。脚的，上面温暖就 OK 了。OK 了，师兄啦。<笑>再见了。你们是打话的地方吗？ 是不是外人？<笑>谢谢。这边是足够给大家用哈。对。是吗？OK。好了，放。OK，我走了。啊，我走嘞。是吧？这个人呢，我拿给你，听俺讲。这个原来呀，你好，好嘞。我这放空的，等一下。 Không thì cô ngồi, anh đứng đằng sau nắm cái tay đó, hiểu chưa? Đi cám luôn. Ây, ôi dồi ôi, cái đầu nẻ bên ngoài. <cười> OK, I'm going. Hold on.